anh chị ơi, mua hoa đi anh chị ơi. Đây, không em ơi. Dạ em cảm ơn chị. Mua hoa đi mọi người ơi, mua hoa giúp em đi mọi người ơi. Ủa sao vậy em? Trời ơi, thời buổi giờ ai mà còn mua hoa tặng người yêu nữa. Bây giờ là phải cướp hoa mới độc lạ. Cướp hả? Ừ. Nó yêu tôi đúng không? Vậy thì có dám cướp hoa tặng tôi không? Cướp lỡ người ta bắt được, người ta quýnh chết luôn á. Vậy thì thôi chia tay. Cái gì vậy, sao tự nhiên đi về? Thì chia tay, đường ai đấy đi. Thôi được rồi, anh sẽ cướp cho em được chưa? Chiều em lần này thôi nha, thương lắm nha bé nha. Chưa, mà anh khoan đi. Bây giờ em sẽ ra ngoài lấy xe trước, đợi anh. Em gái ơi, em gái. Dạ. Đây. Anh mua hoa. Bó bông này bán sao đây em? Dạ cái này 400, còn cái này 800 á anh. Cho anh chụp hình cái này đi, anh gửi cho bạn gái anh. Bạn gái anh ok cái là anh mua liền. Dạ. Hả? Em thấy đẹp không? Dạ đẹp quá anh, của anh 800 nghìn. Được rồi, tiền của em nè. Bố người ta em cướp. Hoa giúp em không chứ? Cướp đâu, cướp đâu. Nó chạy mất tiêu rồi. Nó cướp cái gì của em vậy? Nó cướp bó bông của em rồi anh. 800 ngàn lận á. Bây giờ em lấy tiền đâu cả đời cho nhổ xong. Nghe nó à, em có nhớ nhân dạng của nó không? Tạo ngoại hình của nó cho anh nghe thử. Dạ. Nó mặc cái quần tây màu đen, cái áo sơ mi màu vàng, cái đầu nó tóc quắn đó anh. Tóc quắn hả? Thiệt chứ. Thôi em cầm đỡ 200 này đi. Giờ anh còn nhiêu đó à? Giúp được nhiêu anh giúp ha. Giờ anh đi xếp trong vùng này á, anh mà thấy được nó hay là thằng nào giống vậy á, anh bắt nó về đền hoa cho em ha. Em cảm ơn anh. Anh, bông đẹp quá à. Vừa lòng rồi ha. Nhưng mà lần này thôi nha. Lần sau mà còn làm vậy nữa, người ta bắt được là đục chết đó. Hả? Này là chiều em lắm mới làm vậy đó. Còn chiều còn lâu nha, thương lắm rồi đó, được chưa? Cậu ơi cậu, cậu mua giùm tôi cành bông tặng cho bạn gái đi cậu. Bà biết số này số mấy không? Dạ số 2. Tôi nói đúng rồi đó, cậu mua giùm tôi cành bông đi. Bà đâu có mù đâu. Bà thấy cái gì đây không? Một bó bông to chà bá gì. Bà mời bông nữa. Có vấn đề không vậy? Đi chỗ khác đi. Dạ tôi xin lỗi cậu. Trời ơi trời. Bông chút xíu bông này bự vô mời. Nghĩ sao? Anh. Tự nhiên em thấy mấy cái bông bà đó bán cũng đẹp quá à. Trời, gì nữa? Trời, cái bó bông to đùng vậy nè mà anh còn giật được. Không lẽ có mấy cành bông nhỏ xíu vậy mà anh không dám hả? Đúng không? Ê, em có bình thường không vậy? Nữa hả? Làm gì có ai yêu mà bình thường. Sao? Nãy chỗ vắng vẻ đó, giờ quán xá đông đúc gì nè. Có dám giật không? Dám làm đi, tôi mới tin. Chờ anh xíu. Ok. Anh Phát ơi, em lấy đơn số 3 cho khách, 2 ly cà phê. Cậu ơi. Dạ, không giúp gì được cho cô à? Cậu mua ủng hộ tương cành hoa đi, 8 tháng 3, mình tặng cho người yêu cậu. Con thì ế bền vững người yêu đâu mà tặng. À, hay vậy đi, con mua một cành, nhưng mà con tặng lại cho cô, chúc cô 8 tháng 3 vui vẻ. Cậu lựa đi. Dạ, đây, để em lựa cho. Anh Thiên Bạch Nhật mà nó cướp bông cướp qua mới ghê chứ. Cô có sao không? Không biết. Thôi, qua bên kia ngồi đi con. Thiệt chứ. Nên người yêu anh xinh quá ta. Xinh không? Xinh. Bởi vì mới gọi là người yêu anh đó. Nhưng mà họ nhớ dẫn em đi mua quà ấy nha. Ủa, đem cướp nữa hả? Chán rồi. Thay đổi rồi vậy tốt đó. Uống nước đi. Alo baby, em tới đâu rồi?
anh tới rồi. Ừ. À, anh có đem theo một hộp quà để tặng. Là cái túi trị giá 107 triệu mà em đòi đó. Cưng của anh đòi gì mà tốn kém quá. Ok, lẹ nha anh đợi. Bye bye baby. Anh em thích cái túi đó. Trời, em thay đổi nha, cướp hoài. Đi. Rồi, ok, làm cướp cho. Hai anh chị, tôi vô trong cái toilet xíu á. À, nhờ anh chị giùm tôi cái hộp quà nha. Tại giá trị hơi đắt đỏ nên là tôi không dám để đây. Anh để đi, để em coi giùm cho. À, dạ, về anh chị xíu nha. Đây là quà 8 tháng 3 anh dành tặng cho em. Với tất cả tấm lòng của anh trong những tháng năm qua. Đây, em nhận nó đi. Sến quá à. Nhưng mà khui quà. Khui đi, khui đi. Tự nhiên ở đâu á, cái túi hàng hiệu xuất hiện. Giờ đeo lấy le. Khui quà, khui quà. Wow, cười. Đây, 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 để anh phụ cho. Trời ơi. Khui quà kìa. Well, well. Quèo, quèo. Cái gì vậy? Làm gì có cái túi hàng hiệu nào trong đó. Chẳng qua trong đó chỉ có mấy em chuột chết xình nằm im ru thôi. Nhìn cái gì? Hồi chiều tao mặc vest tím, còn giờ tao mặc xích này trời màu đỏ của tao thôi. Có gì đâu lạ. À, cái thằng hồi trước hộp. Nhìn cái gì? Đúng là tuổi trẻ bồng bột, non chưa trải sự đời. Tụi bay nghĩ sao vậy? Tụi bay nghĩ sao? Tụi bay chứng minh tình yêu bằng việc cướp cái này cái kia. Còn một điều nữa nè, tao ở gần nhà ăn bồ mày á, nên tao mới biết nó. Mấy quán cà phê á đều có camera. Tao đã nhờ chủ quán camera trích xuất lại rồi, đầy đủ bằng chứng rồi. Lần này đó thì khó mà chạy tội. Anh đánh nó đi, sao đứng chơi chơi vậy? Nhạo vô. Còn non lắm con trai. Sao, nghe nói mày muốn chứng minh tình yêu đúng không? Anh đưa tay. Đi qua đây, đi qua đây. Đừng ngoài nữa. Đi qua đây. Sao? Dạ. Chứng minh tình yêu chứ gì. Đi trong nhà đá, ngồi cả cặp để chứng minh tình yêu. Nghe chưa? Thật ra em tha cho mày hả? Còn lâu, nói cho mày biết. Tao là tính shipper, vậy tính shipper. Nói gì là khó. Còn bây giờ thì lên phường nói chuyện với mày. Đi. Nhẹ nhẹ, tôi chắc.